Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm. Đây cũng là Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước. Nghị quyết 98 năm 2013 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh của Quốc hội đã cho phép Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Sở An toàn thực phẩm sẽ là đầu mối thống nhất, tập trung tổng hợp tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Trao đổi hợp tác từ phía đối tác nước ngoài, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giải pháp quản lý an toàn thực phẩm đem lại hiệu quả cao, đáp ứng thực tiễn và nhu cầu hội nhập của thành phố. Đây cũng là đầu mối thanh tra, kiểm tra các cơ sở của người dân với tần suất theo quy định, tránh chồng chéo và tình trạng mỗi năm một cơ sở, doanh nghiệp phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của quá nhiều cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Sáng nay ngày 30 tháng 12 tại thành phố Cần Thơ, công trình cầu Trần Hoàng Na nối liền hai quận Ninh Kiều và Cái Răng đã chính thức được thông xe kỹ thuật. Đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Cầu Trần Hoàng Na được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2020, bắc qua sông Cần Thơ, nối trung tâm thành phố quận Ninh Kiều với các khu đô thị phía Nam và tuyến quốc lộ 1A quận Cái Răng. Đây là công trình giao thông cấp 1, quy mô 4 làn xe, có chiều dài 820m, chiều rộng 23m. Công trình thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị với kinh phí đầu tư hơn 791 tỷ đồng. Cầu Trần Hoàng Na hoàn thành có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm tải lưu lượng giao thông và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Công trình hoàn thành còn là dịp để chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh tiếp tục củng cố vị thế của lọc hóa dầu Nghi Sơn. Hoạt động ổn định của nhà máy đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đẩy mạnh đa tăng trưởng của kinh tế địa phương, bảo đảm nguồn cung các sản phẩm xăng dầu, đáp ứng nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng trong cả nước. Trong năm 2023, lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt doanh thu thuần 6,4 tỷ đô la Mỹ, đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 820 triệu đô la Mỹ, với 7,3 triệu giờ công an toàn đạt được trong năm 2023. Thành tích giờ công an toàn đã được nâng lên hơn 14 triệu giờ. Cũng trong năm nay, công ty hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần đầu tiên trong vòng 47 ngày đêm, sớm hơn 7 ngày so với kế hoạch. Từ đó cho phép tăng công suất nhà máy lên đến 117%. Kết quả trong năm 2023, công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn đã sản xuất thành công 7,6 triệu tấn sản phẩm các loại, lần đầu tiên hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Chiều nay, 100 doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kon Tum đã cùng tham dự hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư được tổ chức tại khu du lịch sinh thái Măng Đen. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp cùng giao lưu, tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác kinh doanh tại tỉnh Kon Tum. Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đã ký kết hợp tác với mục đích cùng nhau phối hợp thường xuyên, lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và huy động các nguồn lực để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hội viên hai bên hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp cả nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đến với Măng Đen, góp phần xây dựng và phát triển khu du lịch này theo đúng quy hoạch của chính phủ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện khảo sát tiền thưởng Tết đối với 3.000 doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả là thưởng Tết dương lịch bình quân cao hơn so với năm ngoái, năm 2023, nhưng thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn lại thấp hơn năm trước. Hiện nay, một số doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin gặp khó trong việc thưởng Tết cho người lao động do hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã thực hiện thông tin sớm cho người lao động biết và chia sẻ, đồng thời cố gắng chi thưởng Tết cho người lao động theo quy chế thưởng, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Năm nay thì doanh nghiệp mình không sa thải nhân viên. Có một số thời điểm chắc chắn rồi, sẽ có một số thời điểm khó khăn. Tuy nhiên thì bên công ty mình thì được cái là khách hàng của mình đến từ nhiều nguồn khác nhau. Thì cái nguồn thu của bên mình cũng khá ổn định. Thì thường là bên mình sẽ thưởng Tết cho nhân viên dựa vào cái doanh thu và cái lợi nhuận trong năm. Đảm bảo là ít nhất là khoảng 50% lương tháng thứ 13. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay, có trên 46% doanh nghiệp được khảo sát. Ngoài tiền thưởng Tết cho người lao động, các doanh nghiệp còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, như tặng quà Tết,
phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón. Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân thành phố một văn bản để triển khai cho các cái ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao cũng như là Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện kịp thời theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn và theo dõi tình hình trả lương thưởng Tết phải công bố công khai cho người lao động biết, và sở cũng đã thành lập các cái tổ công tác để đi khảo sát và qua đó sẽ tổng hợp và báo cáo cho Ủy ban nhân thành phố, có những nội dung cần đề xuất giải quyết thì cũng sẽ có thực hiện sau khi cái kết quả khảo sát đã có. Trong dịp Tết 2014, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức tất niên và có kế hoạch thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đón Tết cho người lao động chưa có điều kiện về quê trong dịp này. Về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2014, trung bình các doanh nghiệp nghỉ từ 8 đến 9 ngày. Trong đó, nhiều doanh nghiệp kết hợp bố trí, giải quyết phép năm để người lao động có đủ thời gian dài về quê thăm gia đình. Thưa quý vị, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, tỉnh Hà Giang dự đoán sẽ đón hàng chục nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Cảnh sát giao thông của địa phương đang tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường vùng cao, tập trung vào vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy khi lái xe, các hành vi lấn làn, lấn tuyến hay phóng nhanh, vượt ẩu. Xu hướng đi du lịch bằng xe máy trải nghiệm trên các cung đường vùng cao được nhiều du khách lựa chọn. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi nhiều du khách không có bằng lái xe quốc tế, chưa có kinh nghiệm điều khiển xe trên các tuyến đường vùng cao Hà Giang. Khi chúng em tiếp nhận khách du lịch thì sẽ tất cả anh em lái xe, các bạn lái xe và hướng dẫn viên sẽ đầy đủ bằng giấy phép lái xe, không sử dụng chất kích thích rượu bia, và nếu mà có khách du lịch tự lái xe thì chúng em sẽ kiểm tra là các khách nước ngoài phải có bằng lái xe quốc tế. Nếu mà không có bằng lái xe quốc tế thì chúng em sẽ đề nghị có người bản địa thuê chở cho nó an toàn. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, các tổ công tác đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng tinh thần, thượng tôn pháp luật. Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa quân số, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ. Tôi cũng mong các đồng chí lực lượng chức năng cứ làm hết cái trách nhiệm của mình, đảng và nhà nước giao phó như nào thì các đồng chí cứ thực hiện. Thì người dân đối với bản thân tôi và mọi người đều là chấp hành để làm sao là mình đẩy cao được cái phong trào an toàn giao thông. Quan điểm của chúng tôi thì trong những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết và đặc biệt là Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, chúng tôi huy động tối đa 100% lực lượng để trực và làm việc. Và đặc biệt là vẫn tiếp tục duy trì các cái nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử vi phạm trên các tuyến giao thông để làm công tác phòng ngừa về tội phạm, phòng ngừa đấu tranh về tội phạm, thứ hai là đảm bảo an toàn thông thông suốt. Ngoài tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông còn bố trí thêm các tổ công tác phối hợp với các ngành xây dựng phương án điều tiết phân luồng giao thông, phòng ngừa tai nạn ở những điểm đen, đường cua, đèo dốc. Việc bảo đảm an toàn khi lái xe sẽ giúp tạo nên những ấn tượng đẹp cho du khách khi đến với Hà Giang. Trong những năm gần đây, đào Quảng Chính từng bước khẳng định thương hiệu vững chắc tại Thanh Hóa với ưu điểm là bông to, nở bền và có thể chơi đến hết tháng riêng. Hiện tại thì người dân làng đào Quảng Chính đang khẩn trương xuống lá đón hoa cho dịp Tết Nguyên đán. Đối với những người dân trồng đào tại xã Quảng Chính, đây chính là thời điểm quan trọng nhất trong năm. Nếu muốn hoa đào nở đúng dịp Tết Nguyên đán, trong vài ngày tới, toàn bộ đào sẽ phải xuống hết lá. Thời tiết diễn biến thuận lợi, bà con phấn khởi trên vườn đào, quên đi cái lạnh tê tái của buổi chiều cuối năm. Thì anh thì trồng nhiều, gần một mẫu, cái đám này là khoảng tầm 200 gốc, là khoảng 3 sào á. Dự tính là đang bán thì nhà người ta đến thăm rồi, chưa làm việc xong, chứ cái này thì bán sỉ cho khách thì nếu bán số tầm này tầm 1,5 triệu một cây thôi. Hoa đào đã được trồng ở Quảng Chính hàng chục năm nay, nhưng chủ yếu là mô hình nhỏ lẻ trong vườn tạp. Hơn 10 năm trở lại đây, khi chính quyền vận động các hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, cây đào từng bước đã trở thành thế mạnh của địa phương. Với cái khí hậu như thế này thì rất thuận tiện cho cây hoa đào Quảng Chính. Nếu như 13 độ trở xuống thì chúng tôi tuyên truyền cho nhân dân vật sớm hơn và có cái biện pháp che ấm và tăng cường cái chăm sóc cho cây hoa đào ra hoa vào cái dịp Tết. Năm 2022, tổng diện tích trồng cây đào tại xã Quảng Chính là 15 hectare.
Sang đến năm nay, người dân đã mở rộng diện tích lên 35 hectare, tạo nên vùng trồng đào tập trung nổi tiếng tại Thanh Hóa. Với mỗi một sào canh tác, thu nhập từ cây đào của người dân là khoảng 90 triệu đồng.